Xin chào trường quay, xin chào quý khán giả. Đúng là trong 2 đến 3 ngày liên tiếp do chịu tác động của đới gió đông nam giàu ẩm nên ở các tỉnh miền Bắc, bao gồm cả thủ đô Hà Nội đã có mưa dông mạnh. Mưa tập trung chủ yếu vào đêm và sáng. Mưa sẽ còn lặp lại trong hôm nay với lượng phổ biến từ 20 cho đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Với thủ đô Hà Nội trưa chiều nay trời tạnh ráo, biên độ nhiệt trong ngày dao động từ 24 cho đến 31 độ. Với các tỉnh miền Trung, hôm nay vùng mưa lớn sẽ tập trung ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, cũng như các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận. Nhiều nơi sẽ có mưa vừa mưa to với lượng mưa lên tới cả 100 mm. Mưa dồn dập thường về chiều và tối đi kèm với hiện tượng dông lốc, sấm sét. Với thành phố biển Đà Nẵng nằm trong khu vực ít mưa hơn nên ban ngày trời nắng ráo, mưa sẽ tập trung vào chiều tối. Dự báo nhiệt độ cao nhất trưa nay là 33 độ, về đêm nhiệt độ hạ xuống 25 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ bao gồm cả thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay trời phổ biến nhiều mây, mưa có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Mưa vừa mưa to tập trung về chiều tối. Trong cơn dông, người dân cần cảnh giác với lốc sét và gió giật mạnh. Ngoài ra, người dân cũng cần chú ý đề phòng tình trạng ngập úng có nguy cơ cao tái diễn ở thành phố. Biên độ nhiệt ngày đêm tại thành phố sẽ dao động trong khoảng 25 đến 30 độ. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay.